mình giới thiệu các bạn cách làm dưa chua rau má. Thì rau má đây mình chọn cái loại rau má là rau má màu tím. Màu tím thì làm dưa nó sẽ ngon hơn là màu trắng thông thường, màu trắng xanh thông thường. Thì mình lựa cái phần già cũng được không sao cả, vì khi mình làm dưa thì nó sẽ giòn, mình không cần phải non. Non thực quá, non quá thì làm dưa nó sẽ không ngon. Non quá thì mình sẽ làm nước uống hoặc là mình luộc, hoặc là mình làm gỏi thì mình cần non. Những cái gốc như thế này có thể mình sẽ không ăn cái gốc, nhưng mà các bạn có để gốc vào vì cái gốc nó sẽ làm cho cái dưa nó thơm. Đó, mình rửa sạch rồi đến đây. Cái này là rau răm nè, hành và tỏi mình bào nó ra. Hành củ thì các bạn có thể chọn lựa hành củ nó to hơn một tí thì mình dễ bào hơn. Tỏi vậy, tỏi lớn thì mình dễ bào hơn, nhưng mà tỏi lớn thì thường nó sẽ không thơm bằng tỏi nhỏ. Hành tím là ok. Đó, mình bào rồi, mình bào mỏng ra là mình trộn lẫn vào với nhau như thế này. Cái rau má đây, rau má thì mình sẽ sắt nó khoảng cỡ 2-3 cm là mình dễ gắp. Sau này khi mình lấy, khi nó chua rồi mình lấy ra thì nó dễ gắp. Đây mình bỏ vào trong cái hũ như vậy thì các bạn sẽ lót một lớp rau má rồi đến một lớp hành với tỏi mình trộn ở đây nè, bỏ vào trong như thế này. Ok. Đó, nước ở đây, nước ở đây thì mình pha nó ấm ấm và mình sẽ trộn, bỏ thêm đường và muối. Đường thì nó, đường và muối nó sẽ làm chua, đường nó sẽ làm chua, muối thì mình sẽ lúc mình ăn nó sẽ vừa hơn. Và mình chọn nước nó ấm ấm á, mình rờ nó ấm ấm như này, nó khoảng cỡ 45 độ gì đó. Nước ấm nó sẽ làm cho cái dưa nó sẽ vàng, nước ấm cộng với đường nó sẽ làm cho cái dưa của mình nó vàng. Đó, mình pha sẵn ở đây. Thường mình có thể ước lượng là khi đổ vào nó khoảng cỡ khoảng 50% của cái bình này là được. Bởi vì khi mà mình ngâm 1-2 ngày ấy, thì dưa nó sẽ xẹp xuống thì nước nó sẽ nổi lên. Nên nước nhiều quá thì bạn sẽ thấy nó lóng bóng nước, không còn nhiều nước. Ok, rồi tới đây dưa đó mình cứ bỏ một cái lớp rau má rồi tới một lớp hành này. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm này vào ha. Đó. Bỏ cái này vào thì lát nữa mình lắc mình trộn nó thì nó sẽ dễ, nó sẽ dễ trộn lẫn với nhau, vì cái hành nó sẽ làm cho dưa nó mau chua, tỏi thì nó sẽ làm cho thơm. Tỏi thì nó sẽ giữ cho cái dưa của mình nó trắng, nó sáng màu. Còn nếu như mình không bỏ tỏi vào thì dưa của mình làm ra nó sẽ xỉn màu, nó màu tối tối, nhìn nó không ngon. Khi mình bày lên ăn nó cũng không ngon và nó không thơm. Rau răm mình có thể bỏ càng nhiều càng tốt, rau răm già thì nó sẽ thơm hơn. Nói chung làm dưa thì mình chọn già không sao. Rồi mình sẽ bỏ đến khi nào nó đầy thôi. Làm sắt thêm ha, sắt thêm rau má ha. Cái này hơi nhiều quá, nhưng mà chắc là cũng nhét thì nó sẽ vừa thôi. À để con, mình phải cắt cho con. Đó, mình sẽ sắt thôi. Thật các bạn, thiệt mà. Sắt khoảng 2-3 cm thôi thì lúc mình lấy ra dĩa mình sẽ dễ gắp. Nếu mình để nó dài quá thì lúc mình ăn mình sẽ ngoác cái mỏ ra và miệng mình sẽ co dần ra những cái miệng của cổ. Rồi bỏ vào đây. Rồi được rồi con, một lớp này xong lại tới một lớp rau nữa. Mình sẽ nhét hết cái số này vào thôi, cũng còn nữa đâu mà nhét. Sát thì nhìn nó hơi giống với heo, bởi vì người với heo thì cũng là động vật cả thôi. À, mở vào. Đang bảo yêu tôi này vô. Chưa, từ từ đó. Có đứng xí đây chưa? Cho anh đi ra. Rồi, cò đỏ, đỏ lên. Đây, cò đỏ lên. Ok. Rồi, cò vào rửa tay đi. Đó. À, mình sẽ đẩy cái nắp vào. Sắp lên cho nó đều thôi.
cũng thế là rau nó chìm xuống dưới. Anh khi mà mình muốn nhanh được ăn thì mình sẽ lấy cái dưa mồi đây. Dưa mồi này. Mình bỏ dưa mồi lên trên hoặc xuống dưới thì cũng được. Dưa mồi tức là cái dưa mà họ đã làm chua rồi. Thì nó có sẵn cái vi khuẩn ở đây rồi, vi khuẩn lên men chua á. Thì mình không cần nhiều, mình cần một ít thôi. Mình lấy cái nước này. Đó, cái nước này nó nhiều vi khuẩn này. Vi khuẩn lên men này, vi khuẩn này, vi khuẩn này. Lactic tức là vi khuẩn có hại, có lợi. Chứ không phải vi khuẩn nào nó cũng là vi khuẩn có hại. À, mình đúng phải. Đúng không cậu? Đúng. Rồi. Xong mình sẽ bỏ nước vào. Nước ấm này. Đó. À, cẩn thận nó sẽ chảy ra. Vừa đủ luôn. Mình sẽ ấn nó xuống thì nó đủ rồi con. Đó, ấn xuống nó vừa sấp rảnh luôn. Đây là mình vẫn có thể nhét thêm một dao rau nữa này xem. Đó, mình ấn nó xuống. À, nó vẫn còn ấm ấm thì mình đổ vào đây nó vẫn còn ấm ấm là thôi. Thì dưa khi mà chua nó sẽ vàng. À, và mình sẽ đợi lại. Nó lên men. Khoảng một ngày là mình ăn được thôi vì nó có cái dưa mồi rồi. Ok. Rồi bây giờ mình biết. Đi đúng rồi. Kêu chọc đi. Mẹ con ăn chỉ không mẹ. Mẹ con ăn chỉ không mẹ. Mẹ mình đi ba đây không. Đây chỗ để hợp lý nhất các bạn. Ha ha ha.